Ok, lời khu mau record bịa để dân bàn tay đọc này ảm bánh mánh. Mà lời dân mình clear tìm mũi mình bịa thao một số cứ mua chùm nguồn. Một số. Tôi muốn đi kiếm một số đồ ăn. Tôi muốn đi kiếm một số đồ ăn nhóm trong tư rốt rồi bỏ nhắm mua chùm nguồn đó, bà. Một số đồ này là của mẹ tôi. Mà rồi bỏ mua chùm nguồn ấy cứ chia rồi bỏ mặt nhóm. Tôi có một số tiền nhóm miên lôi mua chùm nguồn. Có một số người là người không tốt miên mà nữ mua chùm nguồn cứ chia mà nữ mình lò. Có một số hàng mà tôi chưa nhận được miên ai văn mua chùm nguồn nhóm mình toàn tụ bàn. Có một số khách khó nói chuyện với nhau lắm miên nhiều mua chùm nguồn vì bạn vậy mùi kia nè. Có một số khách khó phục vụ lắm bà miên nhiều mua chùm nguồn vì bạn bùm rào nè. Đồ dùng nướng cư rồi bọc ra ra. Tôi có một số đồ dùng sản xuất ở Campuchia. Nhóm miên là bọc ra ra. Mùi chùm nuốn họ lật nơi Campuchia. Đừng đụng chạm đồ dùng của tôi. Đừng đụng chạm đồ dùng của tôi cũng bác bó rồi bọc ra ra rồi bọc nhóm. Đồ dùng của bạn có những gì rồi bọc ra ra rồi bọc nét miên là vậy ra. Đồ dùng của tôi không nhiều đâu là bỏ ra ra rồi bỏ nhóm ở trang thì có nhiều đồ dùng dễ dùng lắm miên là bỏ ra ra class rùa ra ra nè táo như vậy làm bị táo táo cướp lại bồng nè bà bồng tôi uống nước táo mỗi ngày nhóm phật tập bồng rồi ngày tôi uống nước táo mỗi sáng nhóm phật tập bồng rồi bật hôm qua tôi đã mua táo cho mẹ mà sao mấy nhóm bán tình bóng ở mạng chị giúp tôi thái táo này được không bà bon chui nhóm bà chích bà bóng nếp bàn ọt chị giúp tôi cắt táo này được không bon chui nhóm cắt bóng nếp bàn ọt chợ này bán táo mắc lắm bà xa nếp luộc bóng thầy nè táo này hư rồi bà bóng nếp đợt khô dây táo này ngọt lắm bà bóng nếp bà em nè táo này chua lắm bà bóng nếp chú nè tôi ăn táo một ngày một trái nhôm nhằm bông mười ngày muối mười play ổi ổi nó cứ trọt bày ổi này hạt nhiều lắm bà tập bày ní crop tràn nè chỗ nào có bán ổi còn lại na miên luôn tập bày ổi này của nước nào tập bày ní nơi bà tè ná ổi này mềm rồi ăn được rồi bà tập bày ní tuần này ai nhằm bà này ổi này ngon lắm bà ta bậy ní ngành nè ổi này cứng lắm bà ta bậy ní rừng nè ok ok chào anh em tất cả các bạn tôi sẽ làm video